beauty xèo rổ mà, beauty lấn kim rồi chấm TCI. Những cái đó là cái xưa, thật là xưa rồi. Thời buổi giờ là 4.0. Bây giờ chúng ta phải sử dụng là công nghệ beauty xèo rổ bằng phương pháp pixel CO2 fractional. Cái máy này phải từ 4 tỷ đến 6 tỷ. Và cái người vận hành của nó là cũng phải giỏi. Cái nguyên lý mà dùng cái công nghệ này làm sao mà beauty được xèo rổ, đó là thông qua một cái thấu kính. Nó tạo ra hàng ngàn vi điểm xuyên thấu qua da. Mục đích á, là nó trực tiếp cắt đi những cái lớp đáy của mô xèo cứng. Và khi mà cắt đứt cái lớp đáy mô xèo cứng rồi thì nó làm cho răng chúng ta tổn thương trong chế độ an toàn. Và khi mà làm tổn thương trong chế độ an toàn á, thì cơ thể của chúng ta nó tự động làm lành. Và trong thời gian tự động làm lành, nó sẽ kích thích gelatin sản sinh ra collagen, làm cho xèo rổ của chúng ta đầy lên. Và cái máy này cũng sẽ loại bỏ những cái da sần vỏ cam trên bề mặt da. Nó làm cho răng chúng ta căng bóng mịn, lấp đầy xèo rổ. Dân gian gọi là da da non, khoa học gọi là kích thích gelatin để sản sinh ra collagen. Em thấy bây giờ là nhà nhà là quảng cáo là beauty xèo rổ bằng lân kim và bằng chấm TCI. Nhưng mà trên thực tế là những cái đó là một vốn 10 lời. Bởi vì cây lân kim là mình mua khoảng 300 đến 500 nghìn, chấm cái TCI đó là một cái lọ đó mình mua 300 đến 500 nghìn, mà mình làm cho 40-50 người. Còn cái máy công nghệ cao là từ 4 tỷ đến 6 tỷ. Cho nên cả cái đất nước Việt Nam này á, cái máy công nghệ cao chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Bởi vì là ít người quảng cáo. Bởi vì là một số mà người ta làm công nghệ cao, người ta làm 15 triệu cho đến 20-30 triệu. Nhưng mà máy Lisa thì chỉ làm là 1.6 triệu, khuyến mại còn 800. Xèo rổ nặng nhất là 5 lần, ở mức độ nhẹ và vừa làm từ 1 đến 3 lần là ok. Ngày xưa sở hữu một cái làn da đẹp là khó, còn bây giờ dễ. Nếu các bạn chọn Marisa, mọi thứ đều có thể. Nói được làm được, nói thật làm thật, hàng hiệu nhưng mà giá lại bình dân. Nếu các bạn chưa tin đúng không, các bạn cứ cố những cái trang truyền thông của Marisa đấy. Một ngày nhà Marisa là nhận được hàng trăm hàng nghìn cái bình luận và bằng hình ảnh thực tế luôn. Mặc dù là Marisa lấy tiền của khách nhưng mà mang lại cái giá trị của khách hàng quá lớn đi, mà giá tiền thì khách bỏ ra quá ít, nên Marisa mới được khách hàng cảm ơn. Có một cái thương hiệu mỹ viện nào mà được cảm ơn như nhà Marisa, từ chân mày, từ môi, từ mũi, từ cắt mắt. Nên các bạn phải tinh tế.